Hi, xin chào các bạn, và ngày hôm nay thì Quyền sẽ cập nhật giá điện thoại Samsung cuối tháng 3 cho các bạn xem nha. Trước tiên đây là con Galaxy A02s phiên bản 3GB thì nó sẽ giảm cho mình 500.000 và trả góp không lãi. Trả góp không lãi thì mình trả trước là 957.000, mỗi tháng góp là 569.000. Đó, góp trong vòng 4 tháng. Và đây là cái máy Galaxy A02s. Đây, phía sau thì nó gồm có 3 camera. Đó. Con này thì màn hình 6.5 inch đó các bạn. Nó sử dụng con chip Snapdragon 450 8 nhân, RAM 3GB, bộ nhớ 32. Camera ở phía sau thì nó có 13 megapixel và hai camera phụ là 20 megapixel. Camera trước thì 50 megapixel, có dung lượng pin lên đến 5.000. À, có hiện giá hiện tại là 3.190.000 và đang có chương trình giảm 500. Quá là tuyệt vời luôn. Và cái con tiếp theo đó là con Galaxy A52 128GB. Đang có chương trình khuyến mãi là trả góp không lãi và mua đồng hồ thì được giảm 40%. Rồi, giá của nó là 9.290.000. Thì hỗ trợ góp không lãi thì mình trả trước 2.787.000, mỗi tháng góp là 1.996.000. Rồi, đây là cái con máy nè, mẫu thiết kế hoàn toàn mới luôn các bạn. Đó, rất đẹp. Ở phía sau thì nó sẽ có 4 camera và 1 đèn led. Nó cảm giác lòi lên các bạn, nhìn rất là hầm hố. Và cái màn hình của nó là 6.5 inch, độ phân giải là Full HD Plus. Và con máy này đang sử dụng trang bị con chip Snapdragon 720G 8 nhân, có dung lượng RAM là 8GB, bộ nhớ trong 128. Camera sau thì camera chính thì nó sẽ có độ phân giải là 64 megapixel, camera phụ 12 megapixel và hai camera còn lại thì là 50 megapixel. Camera trước là hỗ trợ camera đục lỗ phía trong màn hình với độ phân giải lên đến 32 megapixel. Con này thì trang bị một cái viên pin là 4500 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh. Nhìn thiết kế này các bạn rất là đẹp. Nhìn thiết kế này vuông, nó không bo nha các bạn, cầm rất là chắc tay. Ok, đây là với mức giá là 9.290.000. Con này là mới nha các bạn, của Samsung. Cho nó có hai phiên bản, có phiên bản còn lại là phiên bản 256GB nữa. Cái này là phiên bản 128. Con Note 20 thì quá quen thuộc với các bạn rồi, thì mình sẽ nói sơ về con Note 20 này thôi. Hiện tại nó là Note 20 Ultra, nó đang giảm 8 triệu và hỗ trợ thu cũ đổi mới, trả góp không lãi và mua đồng hồ giảm 40%. Giá hiện tại của nó là 29.990.000. Đây là tất cả các phiên bản của nó. Ok, con S21 thì cũng quá là quen thuộc rồi, tại vì nó ra cũng lâu rồi. Thì mình chỉ nói về giá cho các bạn tham khảo nha. Giá 21 lót thì hiện tại giảm 5 triệu, quà tặng Galaxy hoặc công cụ đổi mới, ưu đãi phòng chờ, trả góp không lãi, giá 25.990.000. Và tiếp theo đây là con M51, hiện tại đang giảm cho 1 triệu. Đó, trả góp không lãi, mua đồng hồ, giảm 40%. Đây, trả góp không lãi thì mình trả trước 2.847.000, mỗi tháng góp là 1.118.000, góp trong vòng 6 tháng các bạn nha. Giá của nó là 9.490.000. Đây, mình sẽ cầm con này lên cho các bạn xem. Con này thì thiết kế bo mặt sau trắng luôn nè. Đó, thấy không? Các bạn thấy là ở bên trong ha. Về màn hình của nó là 6.7 inch Full HD Plus. Nó sử dụng con chip Snapdragon 730 8 nhân, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Camera chính phía sau thì nó sẽ gồm có trang bị 4 camera. Camera chính độ phân giải lên đến là 64 megapixel, camera phụ 12 và hai camera còn lại là 50 megapixel. Camera trước là đục lỗ phía trong màn hình với độ phân giải 32 megapixel. Nó trang bị viên pin lên đến 7.000 nha các bạn. Con này trang bị viên pin lên đến 7.000 và có hỗ trợ sạc nhanh. Đây là cái viên pin mà lớn nhất trong các dòng điện thoại hiện tại, 7.000 mAh của Samsung. Và tiếp theo đây là cái con A32, ngôn ngữ thiết kế nó cũng giống như là cho con A52 đó. Nhưng mà nó khác một cái là nó không có lòi nguyên cụm, nó chỉ lòi từng cái camera ở phía sau. Camera phía sau nó trang bị 4 camera và 1 đèn led nè. Độ phân giải của nó là 4 camera phía sau là 64 các bạn, 64, 8 và 55 đó. Nó sử dụng con chip là MediaTek Helio G80 8 nhân. Con chip này đến từ Trung Quốc, Đài Loan. Rồi, màn hình thì nó sẽ có trang bị màn hình 6.4 inch Full HD Plus ha.
đây 640 inch, nó cầm rất là ok luôn các bạn. Con này cầm rất là ok, cảm giác cầm nó y như là con 52 vậy, chắc tay và cảm thấy vuông. Rồi con này thì nó sẽ có ưu đãi gì? Galaxy A32 thì nó sẽ có bảo hiểm rơi vỡ 12 tháng, bảo hành chính hãng 24 tháng, trả góp không lãi và mua đồng hồ giảm 40%. Đây là mình hỗ trợ trả góp không lãi, là mình trả trước 2.700.000 và góp mỗi tháng là 791.500 đồng, góp trong vòng 6 tháng, giá bán hiện tại là 6.990.000. Và tiếp theo đây là cái con Galaxy A12 phiên bản 4GB, hiện tại nó giảm 200.000, trả góp không lãi và mua đồng hồ giảm 40%. Trả góp không lãi thì mình chỉ cần trả trước là 1.287.000, mỗi tháng góp 761.500 đồng, trong vòng 4 tháng các bạn nha. Giá của nó là 4.290.000. Về con này thì nó sẽ có cấu hình là màn hình của nó là 6.5 inch HD Plus. Nó sử dụng con chip G35 8 nhân, RAM là 4GB, bộ nhớ trong 128GB. Ở phía sau thì nó trang bị 4 camera. Camera chính là 48 megapixel, camera phụ là 5 megapixel và hai camera còn lại là 20 megapixel. Camera trước thì nó sẽ trang bị cho mình một cái camera 80 megapixel. Viên pin của máy này là 5.000 và có hỗ trợ sạc nhanh. Đây, mặt sau nó chống chạy các bạn, có xíu xíu chống chạy. Ok, thì Quyền vừa điểm qua tất cả các dòng được trưng bày tại Thế Động Điện Máy Xanh được bày bán. Thì các bạn xem video và tham khảo ha. Con nào ưng ý thì các bạn có thể đến cửa hàng Thế Động Điện Máy Xanh gần nhất để mà có thể tìm hiểu thêm và lựa chọn cho mình. Cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Các bạn có thắc mắc hay muốn mình review sản phẩm nào thì cứ bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.